Trận lũ lụt vừa qua, Hà Nội có nhiều địa phương bị ngập úng trong mưa lũ, nhiều hecta đất nông nghiệp đã bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt là các diện tích đất ven sông, những vườn đào, vườn quất chỉ đợi đến Tết để thu hoạch, giờ đã bị bùn đất phủ kín sau mấy ngày ngập nặng, mất trắng hàng trăm hecta trồng đào quất, ghi nhận của nhóm phóng viên tại vườn đào Nhật Tân, quận Tây Hồ. Khi chứng kiến cả vườn đào của mình bị mất trắng sau cơn bão số 3, người dân làng trồng đào Phú Thượng, quận Tây Hồ đã không kìm được nước mắt. Mong sao cho tất cả xã viên chúng tôi được có tiền để mà khôi phục lại tất cả, từ đầu nàng đến cuối nàng, tất cả đều đã mất hết, không trông mong gì ở đâu được. Không chỉ riêng bà Hỏi, mà trận lũ vừa qua đã khiến toàn bộ 1,5 hecta trồng đào của gia đình chị Yến bị hư hỏng. Chỉ còn lại những luống đào chết, phủ lớp bùn dày đặc quánh, tiếng cưa cắt vào gốc cây đào chết như cắt vào da những người trồng đào nơi đây. Những tưởng Tết năm nay sẽ có gốc đào đẹp nhờ bao công vun trồng, thì nay họ phải tự tay vứt bỏ. Hôm vừa rồi thì nước nó ngập vào, coi như là một ngày nó lên gần 2 mét nước, nên là dân không làm gì mà cứu được ấy. Thiệt hại đào của tôi mất phải 2 tỷ tiền đào. Bây giờ chẳng biết làm nào. Mà bây giờ lại còn, bây giờ sức người vào này cuốc những gốc đào này lên và lắm, bỏ dọn dẹp hết đâu. Cái này đi, mà bây giờ lại tiền cây giống, phải mua cây giống để trồng, năm nay chưa được ăn mà phải sang năm nữa chúng em mới có đào trồng lại được như này. Làng hoa Phú Thượng có gần 90% gốc đào bị thiệt hại sau lũ, phường Nhật Tân tới hơn 20.000 gốc đào bị thiệt hại, những hộ ven sông Hồng hầu hết bị thiệt hại nặng nề về diện tích nông nghiệp. Tất cả mọi các cái ban ngành đoàn thể phải tập trung vào để hỗ trợ cho bà con sản xuất. Tới đây chúng tôi có đang triển khai một số kế hoạch để cho bà con trồng thêm cái vụ hoa để thu Tết tới đây. Còn bây giờ đào nhau là coi như hết rồi, không còn thu nữa. Cả cánh đồng chỉ còn một màu bạc, nhuộm màu của bùn đất, của lá cây khô, những cây còn sót lại cũng không biết có đủ sức chống lại cái nắng với nền đất đã úng nước. Vườn đào mà người dân nơi đây từng hy vọng sẽ đem lại nguồn thu nhập lớn thì giờ đây lại trở thành gánh nặng. Đây là địa điểm tái định cư cho 40 hộ dân thôn Làng Nổ, được tất cả bà con đồng thuận. Khu vực này rộng 10 hecta. Ngoài đảm bảo các yếu tố an toàn, không có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, vị trí này khá thuận lợi về giao thông, gần nguồn nước và khu vực sản xuất của người dân. Đến nay, 6 hộ dân có đất canh tác trong khu vực quy hoạch tái định cư đều đồng thuận nhường đất cho dự án. Em cũng đề xuất là làm sao đó để... Người dân thì cũng bị sạt lở nhiều thì cũng chia sẻ thôi mà. Thế cũng gia đình cũng chia sẻ nhất trí đất để tạo cho cái nền cho tất cả mọi người. Là đất và cây cối là không cần phải bồi thường, gia đình nhất trí. Ngay trong hôm nay 16 tháng 9, huyện Bảo Yên đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng. Công việc này đang được triển khai nhanh nhất có thể, sớm bắt tay vào thi công khu tái định cư. Chiều hôm nay lên cái phương án để làm sao thống kê nhanh nhất có thể để giao cho nhà đầu tư để tiến hành thi công trong cái thời gian sớm nhất theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là đến 31 tháng 12 2024 là chúng ta phải hoàn thành cái nội dung này. Khu tái định cư sẽ được xây theo kiến trúc truyền thống người Tày do Hội Kiến trúc sư Việt Nam thiết kế. Kinh phí xây dựng nhà cùng một số công trình phụ trợ như nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình cung cấp nước sạch do Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam tài trợ. Tỉnh Lào Cai đang dồn sức, chạy đua với thời gian, quyết tâm đến ngày 31 tháng 12 sẽ xây dựng xong khu tái định cư, bàn giao cho 40 hộ dân thôn Làng Nổ. Chúng ta phải quyết tâm xây một cái làng nổ mới, phải đẹp hơn cái làng nổ cũ, an toàn hơn, tuyệt đối hơn so với cái làng nổ cũ. Chúng ta làm vì cái làng nổ ấy, vì những người mất và vì truyền thống văn hóa ở cái làng này. Thế nên là bà con nhân dân là phải hết sức là đoàn kết, xong rồi thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong cái đoạn khó khăn này. Trước mắt, để những hộ mất nhà có chỗ ở, tỉnh gấp rút xây nhà tạm cư cho bà con. Mỗi căn rộng khoảng 30-40 m², có đầy đủ công trình phụ, điện nước. Dự kiến khu vực tạm cư này sẽ hoàn thành trong vòng từ 3-4 ngày tới. Thưa quý vị, thời điểm hiện tại mặc dù mực nước trên các sông ở Hà Nội đã rút dần, nhưng trên địa bàn thành phố vẫn còn khoảng 30.000 người đang phải sơ tán, chưa thể về nhà vì ngập lụt sau bão Yagi. Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội,
Trong đợt mưa bão số 3, bão Yagi, các quận huyện, thị xã đã sơ tán hơn 78.000 người tránh bão lụt. Đến nay, lũ trên sông Hồng, sông Đà và sông Đuống đã rút. Do vậy, có hơn 48.000 người được trở về nơi ở cũ. Trong đó, quận Bắc Từ Liêm có gần 500. Trong đó, quận Bắc Từ Liêm có gần 5.500 người, quận Tây Hồ là 20.000 người, quận Hoàn Kiếm có gần 4.400 người, quận Long Biên có 1.055 người, quận Hai Bà Trưng có gần 1.200 người. Tuy nhiên, tính đến 19 giờ ngày 15 tháng 9, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn khoảng 30.000 người đang phải sơ tán tránh ngập lụt. Trong đó, huyện Chương Mỹ còn 9.000 người, huyện Mỹ Đức còn 7.768, huyện Sóc Sơn còn 5.636 người, huyện Ứng Hòa còn 4.672 người, huyện Đông Anh là 1.234 người, huyện Quốc Oai là 1.129 người. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, sở ngành triển khai khắc phục hậu quả thiên tai như dọn dẹp vệ sinh môi trường, chặt tỉa cây xanh gãy đổ, công tác phòng chống dịch bệnh sau bão lũ, phát động phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Thưa quý vị, cả nước chia sẻ mất mát cùng nhân dân miền Bắc. Số tiền gửi về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ nạn nhân bão lũ đã vượt 1.000 tỷ đồng. Thông báo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, cơ quan này đã phân bổ tổng cộng là 1.035 tỷ đồng tiếp nhận từ Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đến 26 tỉnh thành chịu thiệt hại do bão Yagi. Số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển theo hai đợt và các tỉnh chịu thiệt hại lớn được chuyển trước 20 đến 30 tỷ đồng, phần còn lại sẽ được chuyển đợt sau. Các tỉnh thiệt hại thấp sẽ nhận toàn bộ hỗ trợ trong một đợt. Lào Cai là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do lũ quét và sạt lở đất nên được phân bổ số tiền lớn nhất 180 tỷ đồng. Nhiều thứ hai là tỉnh Yên Bái 130 tỷ đồng. Tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn cùng nhận mức 80 tỷ đồng. Tuyên Quang và Phú Thọ mỗi tỉnh nhận 55 tỷ đồng. Bắc Giang, Quảng Ninh và Hải Phòng mỗi địa phương được phân bổ 50 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La và Bắc Cạn cùng nhận 40 tỷ. Thái Nguyên và Hòa Bình nhận 30 tỷ đồng. Hải Dương, Thái Bình, Điện Biên, Hà Giang và Hưng Yên mỗi tỉnh nhận 20 đến 25 tỷ đồng. Tỉnh Lai Châu nhận 15 tỷ, thành phố Hà Nội nhận 10 tỷ đồng. Địa phương ít chịu ảnh hưởng của bão Yagi như Bắc Ninh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam và Vĩnh Phúc mỗi tỉnh nhận 5 tỷ đồng. Thưa quý vị, bày tỏ tình đoàn kết và sẻ chia với Việt Nam về những thiệt hại do cơn bão số 3 Yagi gây ra, lãnh đạo các nước trên thế giới tiếp tục gửi thư, điện, thông điệp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tính đến hết ngày 16 tháng 9 đã có 20 nước và tổ chức quốc tế quyết định hoặc là dự kiến hỗ trợ với tổng giá trị hơn 22 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 550 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị phục vụ lưu trú, nước sạch, vệ sinh cho Việt Nam để khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Thưa quý vị, cùng với tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích thì việc tái thiết sớm ổn định đời sống sản xuất cho người dân làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên sau mưa lũ cũng đang được khẩn trương tiến hành. Sau khi lựa chọn được vị trí xây dựng khu tái định cư tại khu vực đồi Sim cách làng cũ khoảng 2 km, tỉnh Lào Cai đang tập trung chỉ đạo phấn đấu trước ngày 31 tháng 12, 40 hộ dân làng Nủ sẽ có nơi trú mới an toàn.